Như chị và các bạn đã quay trở lại với channel mình và mình là Kim Mô Tôn. Ở clip này thì mình sẽ cho anh em thấy cái tác hại của cái việc mà lên sen đông. Đó thì con X này là bạn này bạn đã đi một cái bộ bi sen đông. Đó thì anh em thì thấy là phá tan cái pha trên xe ra, đó, cắt quét này. Bộ này đi khá là tốn điện và anh em thấy là cái bộ dây của nó lằng nhằng như này mà. Đó, và bạn đó đã phải về zin bằng một cái bóng bi led G2 mini bên mình lắp cho bạn ấy. Đó thì anh em thì thấy là nó chỉ có ngắn gọn như thế này thôi. Đây thì không biết là shop nào độ cho bạn ấy, nhìn khá là xấu, mất thẩm mỹ. Và cái việc quắt quét cái pha như thế này thì nó dẫn đến cái việc là nước nó vào. Ờ, đây anh em thì thấy là người ta bắt vít ở đây cực kỳ là xấu. Cái bộ đầu này khi mà gắn cái bóng cụm mà bi sen ông ở đây vào thì nó rất là nặng, bi cái đầu nó gật như này này, nó muốn vỡ cái đầu luôn. Đó thì cái xe này lý do bạn ấy phải về cái bi led là vì là cái xe này của bạn ấy X150 sạc zin thì bạn ấy muốn gắn một đôi L6 vào đây. Đó. Thì bên này một con nữa. Ở trên xe của bạn ấy có gắn thêm một đôi mi led mini ở đây nhá. Do cái xe này là cái hệ thống điện của nó cấp lên nó chỉ có một cái khoảng nhất định thôi, mà bạn ấy gắn nhiều bóng như thế là nó sẽ gây yếu bình. Thì cái giải pháp là mình sẽ đưa về cái bóng bi led mini G2 ở đây. Cái độ sáng của nó cũng không thua kém gì cái thằng bi sen đồng ở đây đâu anh em nhé. Đó. Anh em thì thấy là mình phải đưa về và phải thay một cái pha mới, khá là tốn kém. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành mình làm lại. Đó thì anh em thì thấy người ta đấu dây điện trắng chịt luôn. Bây giờ là mình phải làm lại cho nó về gọn gàng đẹp đẽ đã. Và sau khi loay hoay hì hục một xíu thì mình đã lắp được một nửa của cái vế bên này rồi. Đó, thì trên xe thì chủ xe đã phải về zin và một cái pha zin. Thì mình đã gắn cho chủ xe một cái bóng mini G2 H4. Thì trước đó thì chủ xe có gắn lên cái bộ bi sen đông kia do nó quá tốn điện, cộng thêm cái trọng lượng nó khá là nặng, khi mà đi vào sóc nó giật muốn vỡ cái đầu này ra luôn, thì chủ xe đã phải về zin. Đó, thì ở đây chủ xe có gắn, trước đó thì chủ xe có gắn một cái đôi bi led mini ở đây. Thì bây giờ là mình sẽ gắn cho chủ xe thêm một đôi L6 cream. Đó thì chủ xe có gắn thêm cái bóng này, hiệu suất sáng rất là cao, độ sáng lên đến 10.000 lumen. Và kia thì mình sẽ gắn cho chủ xe hai cái bóng L6 hàng xịn chính hãng luôn. Một cây mình vẫn đang để đây. Và bây giờ là mình sẽ bật chịt để lên. Đó, cái độ sáng rất là cao. Thì cái đèn này nó sẽ sáng hai chế độ là pha cốt. Thì chế độ cốt thì mình sẽ không để nó sáng, và mình sẽ bật pha lên. Thì cái bóng này nó sẽ có ánh sáng màu vàng để trợ cho cái bóng pha của chúng ta đây. Nếu như khi chúng ta chạy mà cần soi xa thì nó sẽ có ánh sáng vàng nó trợ. Và chúng ta chỉ cần về cốt bằng cái công tắc zin ở trên xe này thì cái bóng của chúng ta nó chỉ sáng ở đây thôi, bởi vì cái bóng cốt của con này ánh sáng nó cực kỳ đẹp, nó không chói mắt người đi ngược chiều. Còn cái bóng này nếu mà chúng ta bật cốt thì nó rất là chói mắt cái người đi ngược chiều, bởi vì ở trong nó không có phần cắt sáng. Đó, thì ở đây thì mình có gắn thêm một đôi L6. Thì cái bóng này thì nó sẽ có chức năng là bắt sinh và chúng ta sẽ bật trợ sáng nếu như khi chúng ta cần. Chế độ bắt sinh thì anh em chỉ cần bấm giữ hoặc là bấm nháy. Đó, anh em bấm giữ như này thì nó khác tự động nó đá. Và khi mình bật bắt sinh ấy, mình bấm chế độ bắt sinh thì cái bóng này nó sẽ chớp và bóng này nó sẽ đứng sáng. Đó. Bóng này nó sẽ đứng sáng. Ở đây thì chủ xe trước đó thì họ có gắn thêm một cái công tắc ở đây. Thì mình sẽ bật cái công tắc này, là cái cây L6 nó sẽ sáng.
Đó. Nếu như khi chúng ta bật full như thế này mà 5 cây ấy, cực kỳ sáng, bóng pha này, bóng bi mini và cái cây L6 kia nữa. Thì đây là mình mới lắp được một nửa. Còn cái vế bên này thì mình vẫn chưa lắp được và mình đang chuẩn bị hoàn thiện nốt cái bóng. Đó, anh em thì thấy cái bóng này độ sáng nó cực kỳ là cao. Thì đối với lại cái bộ điện zin ở trên cái con ECK150 này là nó sẽ đủ cung cấp điện cho toàn bộ những cái bóng này hoạt động. Đặc biệt là cái bóng này, anh em chạy đường dài thoải mái, không bao giờ lo hao điện đối với cái xe này, điện zin anh em nhé. Còn đối với cái con bi xenon ở kia, nó cực kỳ là hao điện, không đủ điện để chạy đâu. Nếu anh em chạy những cái quãng đường mà dài hàng trăm cây số thì không đủ điện đâu. Đó. Buổi tối thì anh em chỉ cần đi một đôi này là cực kỳ là sáng rồi. Ánh sáng nó rất mạnh. Đó, cháy ảnh luôn. Rồi thì mình sẽ chuyển nốt cái phía bên kia nhé. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. See the hood.